Báo điện tử VTC News đổi tên miền từ vtc.vn sang vtcnews.vn. Sáng mùng 4 tháng 4, tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh diễu hành lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 1954, mùng 7 tháng 5 2024. Trong 2 tiếng hợp luyện, hàng chục khối vũ trang của quân đội, công an đã kết hợp nhuần nhuyễn, tiến qua lễ đài, mô phỏng việc diễu binh tại Điện Biên Phủ trong tháng sau. Khối diễu binh gồm 4 khối nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an và khối diễu hành gồm 9 khối cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc. Và cuối cùng là phần trình diễn của khối nghệ thuật. Ngoài các khối diễu binh diễu hành, tham gia còn có lực lượng pháo lễ, gồm 18 khẩu lựu pháo 105 và 12 máy bay trực thăng bay qua khán đài của lực lượng không quân. Trong 18 khối, đại diện cho các quân binh chủng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự hợp luyện các lực lượng vũ trang, tham gia diễu binh, diễu hành, khối nữ du kích miền Nam có 92 chiến sĩ. Các nữ chiến sĩ chia sẻ, tham gia diễu binh, diễu hành, lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là vinh dự đặc biệt. Như tụi em thì mà vừa mới ra trường thì thời gian của tụi em sẽ sắp xếp đỡ hơn các bạn còn lại. Còn các bạn sinh năm đang học á, thì các bạn phải bảo luôn để có thể mà, tại vì 10 năm mới có một lần được, 10 năm trước cũng không được mà 10 năm sau cũng không được luôn, chỉ có đợt lần này thôi, nên là các bạn quyết định là bảo lưu để có thể mà phục vụ cho nhiệm vụ lần này, để mà có thể đại diện cho toàn thể các bạn nhân quân miền Nam. Thì ở đây thì tụi em cảm thấy là tự hào, vinh dự và rất là trách nhiệm luôn. Thì tụi em đặt cho mình một cái mục tiêu là phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có thể là vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập để có thể mà đạt được cái kết quả cao nhất. Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an biểu dương sự cố gắng của hơn 3.000 người trong 2 lực lượng đã vượt khó khăn, thời tiết nắng nóng gần đây để luyện tập và cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Sáng nay, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng có mặt. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết thêm, dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, khối diễu binh của quân đội dùng vũ khí, trang bị cá nhân mới đều là sản phẩm của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất. Thứ nhất là sau hơn 1 tháng chúng ta luyện tập, có lực lượng thì luyện tập sớm hơn một chút. Nhưng chung quy trong cái khoảng tháng vừa rồi thì chúng ta tập trung một cách quyết liệt, thực hiện. Trong điều kiện thời tiết thì nó cũng không thuận lợi cho chúng ta. Xong chúng ta đã thấy những kết quả rất đáng khích lệ. Có thể nói là các khối đi, rồi khối cờ, các đồng chí đi rất đều và đẹp. Đặc biệt là các khối nữ thì hôm nay tôi thấy là các đồng chí đi rất cố gắng. Tập hàng vài tháng nhưng mà biểu diễn chỉ có một lần đi qua mấy phút thôi. Đây là danh dự và trách nhiệm. Cả cuộc đời quân ngũ các em không phải ít đâu. Kỷ niệm rất sâu sắc. Đấy, chúng ta thấy tự hào được đi trên mảnh đất quê hương, tự hào đi lên 70 năm trước chúng ta đã chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Theo kế hoạch, lễ diễu binh diễu hành được tổ chức vào sáng mùng 7 tháng 5 2024 sau lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Thành phần tham dự diễu binh diễu hành gồm 5 lực lượng pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lực lượng diễu binh diễu hành gồm khối nghi trượng, lực lượng diễu binh do Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Công an đảm nhiệm.